Ngày 11 tháng 6 vừa qua, các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy lần đầu tiên đưa bệnh nhân phi công ra ngoài ban công để phơi nắng. Bệnh nhân khỏe mạnh, ngồi vững vàng trên xe lăn. Đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, hiện bệnh nhân đã sạch vi khuẩn nhiễm trùng phổi. Mẫu cấy đàm gần nhất kết quả âm tính. 2 ngày qua, anh tập ngưng máy thở, ngắt quãng. Thời gian bỏ máy thở đang tăng dần. Bệnh nhân không còn sốt, tỉnh táo hoàn toàn, có thể nhớ tất cả mật khẩu của điện thoại và iPad của mình. Anh vận động hai chi trên, dần hồi phục về mức bình thường, có thể cầm bút viết lên bảng và sử dụng được điện thoại. Sức cơ hai chân cũng cải thiện, vận động lên 3/5 so với mức 1/5 của một tuần trước đó. Bệnh nhân có thể ngồi được trên xe lăn với sự trợ giúp của nhân viên y tế để phơi nắng một buổi sáng, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết. Trong thời gian tới, bệnh viện sẽ ngưng kháng sinh cho bệnh nhân, tiếp tục tập bỏ máy thở, hỗ trợ dinh dưỡng đầy đủ, tập vận động hồi phục chức năng tích cực, phòng ngừa các nguy cơ nhiễm trùng mới. Các bác sĩ cân nhắc rút ống thông mở khí quản sau khi đã bỏ được máy thở để bệnh nhân có thể giao tiếp trở lại bằng lời nói. Đại diện bệnh viện cho biết, với sự tiến bộ hiện tại của bệnh nhân, có thể thời gian cần cho việc bỏ hoàn toàn được máy thở sẽ ngắn hơn tiên lượng. Sau 65 ngày điều trị liên tục, bệnh nhân hết nCoV được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy ngày 22 tháng 5. Đến nay, bệnh nhân đã có những chuyển biến mới hết sức thần kỳ. Mong rằng trong thời gian tới, bệnh nhân sẽ còn có nhiều tin vui hơn nữa.